Sắp bạc PUBG uy tín, quay random chúng ạc khủng, truy cập ngay vận may PUBG.com, đường link ở phần mô tả video. Sắp bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang kỳ đây. Như bạn đã biết, Mediatek là một công ty chip bán dần chuyên sản xuất những con chip cho những dòng smartphone tầm trung cũng như là giá rẻ. Ví dụ như phân khúc tầm 1 triệu cũng có, 2 triệu cũng có, 3 triệu cũng có, thậm chí là 5-6 triệu cũng có. Nhưng mà chỉ tới tầm 5-6 triệu là hết rồi. Còn với những con chip cao cấp thì gần như là Mediatek chưa có thể dính chân vào. Thế thì với con chip Mediatek chúng ta sẽ có những dòng như thế nào đây? Mediatek thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dòng, chủ yếu là nó sẽ có tên mã MT và đi kèm đấy chúng ta sẽ có dòng A này dành cho những con chip giá rẻ, ví dụ như chiếc Redmi 6A chẳng hạn. Dòng P dành cho những con chip tầm trung, P23, P25, P60, P70 chẳng hạn. Và dòng G là dòng mới nhất đến từ nhà Mediatek, G90 và G90T đang có trên chiếc Redmi Note 8. Sẵn tiện thì nếu bạn nào quan tâm về chiếc Redmi Note 8 Pro với mức giá rẻ thì có thể tham khảo mức giá rất tốt tại di động thông minh nhé. Ở di động thông minh thì bán rất nhiều các sản phẩm đến từ nhà Xiaomi như là Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 8 Pro. Và hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu trải nghiệm một cái video chiến game trên một con chip có thể gọi là tầm trung của nhà Mediatek, đó chính là con chip Helio P23, để xem là hiệu năng của nó sẽ như thế nào và khả năng chiến game liên quân của nó sẽ ra sao nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Và ở đây thì mình đã vào với tựa game Liên Quân Mobile rồi và mình thực sự bất ngờ với những con chip đến từ nhà Mediatek, từ những dòng giá rẻ như là i20 hay là dòng Helio P20 chẳng hạn. Và những dòng G thì nó đều có thể bật được max setting tựa game Liên Quân Mobile. Với dòng G thì mình không nói tại vì nó quá mạnh, còn với những dòng P và dòng A, khi bật max setting tựa game Liên Quân thì nó giật lag cực kỳ rồi các bạn ạ. Ở đây thì mình có thể vào phần cài đặt và kiểm tra được FPS cao này, độ phân giải HD này, có hình trụ đặc biệt này, hiệu ứng mây mù này, chất lượng hình ảnh HD này và cái chất lượng chi tiết lên cao luôn các bạn ạ. Nó setting được là một vấn đề nhưng mà khi chơi thì nó chắc chắn sẽ gặp tình trạng giật lag drop FPS. Chính vậy thì mình không bật cái đồ họa max setting trong video này. Hôm trước mình đã có test với con Helio P23 này rồi và như bạn đã biết nó drop xuống tầm 15-16 frame thôi. Cảm giác chơi game thì cực kỳ là khó chịu. Chính vậy thì mình sẽ tối ưu hóa cái phần đồ họa cho nó tốt nhất nhá. Mình tắt tụ đặc biệt đi, mình sẽ để FPS cao và chúng ta sẽ giảm chất lượng chi tiết xuống thấp. Chất lượng chi tiết thì mình sẽ để xuống thấp luôn. Để xem là với cái mức setting như này thì chúng ta có thể chơi được một cái mức 60 FPS nó ngon lành hay không. Chúng ta cùng nhau vào một trận đấu 10v10 luôn. Tốc độ phản hồi của những con chip đến từ nhà Mediatek thì mình đánh giá không cao cho lắm các bạn ạ. Chúng ta vẫn luôn luôn có những cái độ trễ, ví dụ như mình bấm vào bắt đầu chơi này. Đấy. Thì nó sẽ hơi bị gọi là khựng và đợi hơi lâu một chút. Đấy, mình sẽ bắt đầu tiến hành, đó chính là tìm một trận đấu liên quân 10v10. Một lần nữa thì nếu bạn đã quan tâm về những sản phẩm đến từ nhà Xiaomi như là chiếc Redmi Note 8 Pro thì có thể tham khảo mức giá rất tốt tại di động thông minh nhé. Ok, trận đấu liên quân 10v10 trên một con chip Helio P23 để xem là khả năng chiến game của nó sẽ ra sao. Như vậy thì đã load map thành công, 10 người đã sẵn sàng rồi. Ở đây thì lần này mình sẽ chọn tướng đó chính là Violet. Các bạn thấy không? Con tướng này là con tướng tủ của mình trong những bài test game. Khi chúng ta chọn tướng xong thì đợi tầm 5-10 giây gì đấy thì nó sẽ load và ngay lập tức thì nó sẽ load thêm những hiệu ứng như là khực này, giật lag này và drop khung hình khá là nhiều. Đấy, khi mình quay qua quay lại thì nó chưa được phản hồi nhanh cho lắm. Ui, mình không quay được luôn ấy. Thôi, mình sẽ khóa con tướng này lại nhé. Ok. Nó hơi bị lag nhẹ, nhưng không sao. Để xem là khi vào game thì chúng ta sẽ chơi được như thế nào. Theo mình thấy thì nếu như anh em muốn chơi game tốt cho những con chip Mediatek thì chúng ta nên mua những con máy chạy như những con chip Mediatek đầu bảng dòng G, G90 hoặc G90T nhá. Còn với dòng P thì trước khi bắt đầu video mình cũng sẽ nói các bạn rằng là nó sẽ chưa không ngon đâu. Nó chỉ chơi ở được cái mức đó chính là trung bình khá thôi, chứ không thể nào chơi tốt được. Và FPS trong game thì chắc chắn nó drop rất là nhiều. Nhận xét về tốc độ load game thì mình thấy rằng là với con chip Mediatek là một trong những con chip có tốc độ load game cực kỳ chậm các bạn ạ. Chậm hơn so với Snapdragon này, chậm hơn so với Exynos và đặc biệt là chậm hơn gấp nhiều lần so với Apple dòng A. Cái đấy là cái điều đương nhiên rồi. Ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là mọi người trong game đã load đến gần như là gần 100% này, 100%, 76%, 81%. Nhưng cá nhân mình thì đang ở cái mức đó chỉ là 53%. Nói chung là nó chưa được nhanh cho lắm các bạn ạ. Đây, và như vậy thì nó đã vào game rồi. Và khi vào game thì nó ngay lập tức gặp tình trạng drop FPS nhẹ các bạn ạ. Sau đấy thì FPS hiện tại của nó đang duy trì ở cái mức đó chỉ tầm 38, 36, 37 FPS. Nói chung là không được ngon cho lắm và... Ui, vào game mà nó lag mình không thể nào di chuyển được nhân vật luôn, các bạn thấy không? Nó đang đi ở một cái level mà mình không thể nào hình dung ra được. Cái này là do mạng của nhà mình giật lag nhé, chứ không phải là do máy. Nếu anh em thấy máy của mình mà hiện ping đỏ khi chơi Liên Quân thì đó là do mạng chứ không phải là do máy. Thế nên anh em nên cân nhắc và không nên chửi rằng con chip này yếu, con chip kia yếu, mà chúng ta nên xem lại cái mạng của nhà mình. Ví dụ như hiện tại FPS trong game của mình là 31 FPS này, 29 FPS này.
khá là ổn các bạn ạ. Nói chung là nó đang loanh quanh ở cái mức sấp xỉ 30 FPS, cho dù là hiện tại mình đang bật cái mức FPS cao là 60, 35-36 FPS. Thì mới bắt đầu trận đấu thì nó phải như vậy thôi. Để xem là sau khi chúng ta chơi cũng như là sau khi xảy ra những cái pha combat lớn thì cái FPS trong game của nó sẽ như thế nào, duy trì ở cái mức bao nhiêu nhá. Hiện tại thì khi mình đánh con đỏ bùa đỏ này thì FPS của nó đâu đó tầm 30-38 FPS. Nói chung là nó sẽ không được ổn định cho lắm. Mà chơi game giật lag không ổn định thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái trải nghiệm chiến game của chúng ta rồi. Không thể nào ngon được. Ui. Chạy. Chạy không được các bạn ạ. Để xem khi mình đá map thì cái FPS của nó có thay đổi nhiều nhá. Nói chung là khi đá map thì không ảnh hưởng đến FPS quá nhiều các bạn ạ. Nó chỉ loanh quanh ở cái mức 30 thôi. Thích nghĩ nếu bạn nào đang sử dụng mình những con máy chạy cho mình con chip Miratech thì chúng ta nên bật ở cái mức đồ họa là 30 FPS là được rồi. Chúng ta không nên bật lên 60 làm gì. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tắt cái FPS cao luôn nhé, để chúng ta sẽ có cái FPS trong game là tốt nhất. Đấy, khi mình tắt FPS cao thì bây giờ nó đã ổn định ở cái mức tầm 29 FPS. Như vậy là quá tốt. Thôi chết cha thằng Superman rồi. À không, The Flash chứ mình nhầm tên. Tại vì The Flash và Superman nó có cái ngoại hình giống nhau quá. Nói chung bây giờ đến cái phút thứ 6 của trận đấu này rồi, team mình hơi bất lợi các bạn ạ. Đường trên đã bị đánh gần hết, đường dưới cũng thế và đường mid cũng như vậy. Nói chung là với chiếc máy này thì hiện tại sau 6 phút chính game thì cái FPS của nó đang dao động với mức tầm 29 FPS khi mình không bật cái chế độ đó chính là FPS cao. Và để xem là khi xảy ra những pha combat lớn thì nó có rộp nhiều hay không nhé. Lúc này thì mình thấy rằng nó rốt xuống tầm 23 FPS. Đánh lính thường như này thì nó đang duy trì ở cái mức đó chỉ là 25. Nói chung trong tầm giá hơn 2 triệu nếu như chúng ta chọn những con chip Miratech thì chỉ được hiệu năng như thế này thôi, không thể nào hơn được. Và nếu như chọn những con chip Qualcomm như là 825 hoặc là các bạn chọn những con chip đến từ nhà Qualcomm như là 425 hoặc là 450 thì cái hiệu năng của nó mình nghĩ rằng nó chỉ là xem thôi. Khi xảy ra những cái pha combat lớn thì hiện tại FPS của nó đang duy trì ở cái mức tầm 26 FPS, không ổn một chút nào. Chạy. Nói chung tướng Violet mình chơi trong cái chế độ 10v10 thì nó hơi yếu máu một chút. Chính vậy thì cái tỷ lệ hẹo là rất cao. AD là toàn máu giấy không à. Nói chung chơi game mà giật lag thì cho mình một cái cảm giác chơi game nó không được thoải mái cho lắm. Và thực sự là kết quả của mình chơi lên những chiếc máy mà rút FPS ấy, nó sẽ không ngon bằng là khi mà mình chơi với những con máy nó mượt mà và FPS nó ổn định. Ui, chạy thế nào được. FPS drop nặng nhất thì nó xuống tầm 21 FPS các bạn ạ. Nói chung là nãy giờ thì mình chưa có gặp tình trạng nó drop xuống 15 như những lần test trước mình bật max setting. Này thì lượm lúa. Ui. Đường dưới này. Wow. Không đỡ nổi các bạn ạ, team địch họ mạnh quá. Mình lên gần full đồ rồi nhưng mà không làm ăn gì được. Quả này thua sắp mặt lợn rồi. Ui. FPS trong game hiện tại này 20 FPS này và team mình chắc chắn là tỷ lệ thua lên đến là 99% rồi. Nó mạnh quá. Uầy, con bát lớn như này FPS nó drop xuống tận 19 FPS các bạn ạ. Máu dày quá không chơi nổi. Thực sự cảm giác chiến game của mình nó quá chán với lại một con máy nó có hiệu năng như thế này. Nếu anh em muốn có khả năng chiến game tốt thì anh em nên dồn tiền lên phân khúc giá tầm hơn 3 triệu. Hoặc nếu anh em đang có cho mình tầm tiền 5-6 triệu gì đấy thì có thể mua những con máy có cấu hình ngon hơn.
chạy G90 hoặc là chạy qua con số lần 660, 675 hoặc là 710 chẳng hạn. Nó cho anh em cái hiệu năng trên game tốt hơn nhiều so với những con chip đến từ nhà MediaTek. Ui, nó bao vây tứ phía luôn. Thập diện mai phục. Không thể nào chạy được. FPS thấp nhất mình thấy rằng nó sẽ hạ xuống 19 FPS nha các bạn. Này, combat các thứ này, phải nói là quá lớn luôn. Thôi, chắc là mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì tổng kết lại, với những con chip đến từ nhà MediaTek thì mình thấy rằng nó phù hợp với mức giá và cho khả năng chiến game có thể gọi là trung bình khá trong phân khúc giá. Nói chung thì với cái phân khúc giá hơn 2 triệu với con chip Helio P23 hoặc là phân khúc giá tầm 1 triệu rưỡi với con chip Helio A20 và phân khúc giá tầm 5 triệu 6 thì chúng ta không thể nào đòi hỏi quá cao là chúng ta sẽ có một con máy có cấu hình quá mạnh, chiến game max setting các thứ FPS không giật lag các thứ được. Và đó chính là ý kiến riêng của mình. Còn các bạn nghĩ gì về những con chip đến từ nhà MediaTek? Liệu trong cái tầm tiền đấy thì các bạn có chọn những con chip đến từ nhà MediaTek hay không? Thì các bạn đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.